Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin y tế ngày 20 tháng 4 do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Cập nhật tin COVID-19 mới nhất trong ngày. Thông tin về các điểm nóng COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh là sai sự thật. Nhiều trẻ nhập viện ở thành phố Hồ Chí Minh vì mắc sốt xuất huyết thể nặng. Mất một bên thận do tự ý dùng thuốc nam chữa sỏi thận. Người đàn ông nguy kịch vì thử điều trị ung thư bằng thuốc nam. Vòi trứng của bé gái 14 tuổi xoắn như rắn cuộn. 5 loại giun sán ký sinh trong cơ thể người phụ nữ. Thường xuyên ù tai chóng mặt có nguy hiểm. Mở đầu bản tin, mời quý vị cùng cập nhật những thông tin COVID-19 mới nhất trong ngày hôm nay 20 tháng 4. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 20 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết có 2.461 ca mắc mới, tiếp tục đà tăng của các ngày trước đó. Hôm nay ghi nhận số ca mắc cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Trong ngày có 245 bệnh nhân khỏi, tổng số bệnh nhân nặng hiện đang thở oxy là 109 ca, trong đó có 21 ca thở máy xâm lấn, 80 ca thở oxy qua mặt nạ và 8 ca thở oxy dòng cao HFNC. Trước diễn biến gia tăng ca mắc, Bộ Y tế đề nghị tập trung đẩy mạnh tiêm vaccine, tập trung ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao dễ có nguy cơ chuyển biến nặng và có nguy cơ tử vong khi mắc COVID-19. Theo thống kê của đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Y tế, tổng số vaccine COVID-19 đã tiêm ở nước ta đến nay là 266.114.033 mũi. Số mũi tiêm thực hiện trong ngày 19 tháng 4 là 4.420 mũi tiêm tại 14 tỉnh, thành phố, trong đó 3.506 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 914 mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Liên quan đến công tác tiêm vaccine COVID-19, Sở Y tế Hà Nội vừa có quyết định phân bổ 17.850 liều vaccine AstraZeneca cho 30 quận, huyện, thị xã để tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố thông báo xem xét kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cần được đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Lý do là số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng nhẹ nhưng hầu hết tập trung ở người cao tuổi. Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin danh sách cập nhật các điểm nóng COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Trên mạng xã hội lan truyền nội dung dịch bệnh đang lây lan nguy hiểm lắm, cập nhật các điểm nóng tại thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo đó là 12 địa điểm được cho là điểm nóng của dịch COVID-19 như bệnh viện Quân y 7A, siêu thị Bách Hóa Xanh ở quận 5, chùa Văn Thánh, phòng tập gym 131 Triệu Quang Phục, quận 5, ngân hàng Sinhan, quận Tân Bình. Cùng với đó, thông tin cũng khẳng định bệnh viện nhiệt đới 140 ca bệnh biến chủng mới. Những thông tin lan truyền rộng rãi khiến nhiều người dân hoang mang lo lắng. Thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là thông tin không đúng sự thật. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là bệnh viện tuyến cuối điều trị người nhiễm COVID-19 nặng nguy kịch tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hiện tại chỉ tiếp nhận điều trị 12 ca, chủ yếu là người lớn tuổi có bệnh nền. Sở Y tế đã báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh về sự việc trên. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 1 đến 16 tháng 4 năm 2023, trên địa bàn ghi nhận 181 ca mắc COVID-19. Về độ nặng của bệnh, ngày 16 tháng 4 đã ghi nhận 13 trường hợp nhập viện cần hỗ trợ oxy, trong đó có 4 trường hợp thở oxy dòng cao qua mũi HFNC, hiện chưa có trường hợp nặng cần phải thở máy xâm lấn. Mặc dù số ca mắc COVID-19 nhập viện điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ, nhưng hầu hết tập trung ở người cao tuổi. Sở Y tế đang tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ. Sở Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn và vaccine. Ngành y tế kêu gọi mọi người dân không hoang mang nhưng cũng không lơ là chủ quan, tuân thủ chặt chẽ các khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19, có ý thức trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Dù sốt xuất huyết mới chỉ bắt đầu vào mùa, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh miền Tây đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh nặng, thậm chí nguy kịch. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khoảng vài tuần gần đây, khoa hồi sức tích cực của bệnh viện đã nhận liên tiếp nhiều bệnh nhi nhập viện vì sốc sốt xuất huyết dengue nặng. Đặc biệt mới đây, bệnh viện tiếp nhận điều trị cho một bé gái 5 tháng bị sốc sốt xuất huyết dengue thể não, nhập viện trong tình trạng co giật, ngừng thở, trụy tim mạch đã được cứu sống. Đây là tình trạng sốt xuất huyết thể nặng với các biểu hiện rối loạn tri giác và co giật. Bệnh nhi là bé NTBN, địa chỉ Cần Giuộc, Long An. Theo ghi nhận từ gia đình, 4 ngày trước nhập viện, bé sốt cao liên tục, không đáp ứng với thuốc hạ sốt nên nhập bệnh viện ở Cần Giuộc. Ngày 2 và 3, bé vẫn tiếp tục sốt cao, bú kém, không ho, không tiêu chảy. Sau gần 5 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhi đã ổn định tình trạng huyết động học, cải thiện tình trạng tri giác, hết sốt huyết, tình trạng tiến triển ngày một tốt hơn. Bé được cai máy thở, tỉnh táo, chức năng các cơ quan phục hồi, dự kiến bệnh nhi được xuất viện trong vài ngày tới. Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cũng điều trị cho 2 ca bệnh sốc sốt xuất huyết dengue nặng, gồm bé gái 9 tuổi và trẻ nhỏ 6 tháng tuổi. Cả hai đều nhập viện trong diễn tiến nặng, sốt ly bì nhiều ngày liền, được chẩn đoán suy đa cơ quan và phải dùng máy thở. Qua trường hợp này, Phó giáo sư Phạm Văn Quang khuyến cáo phụ huynh cần chú ý bệnh sốt xuất huyết dengue đã bắt đầu vào mùa. Đây là bệnh lý thường gặp vào mùa mưa, có thể dẫn đến tình trạng trụy tim mạch, sốt huyết nặng, suy hô hấp gây tử vong. Vì vậy, trẻ cần được chẩn đoán bệnh sớm và điều trị kịp thời.
với trẻ nhỏ bị sốt từ 3 ngày trở lên, nhất là khi có kèm các dấu hiệu sốt huyết, chảy máu mũi, máu răng, chấm sốt huyết, đau bụng, nôn ói nhiều, phải nghĩ đến bệnh sốt xuất huyết. Lúc này, phụ huynh cần đưa trẻ đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được xác định chẩn đoán và điều trị thích hợp. Sốt xuất huyết dengue có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, từ trẻ nhũ nhi đến trẻ lớn và người lớn. Mọi người cần luôn cảnh giác với dengue vì có nguy cơ bệnh nặng và tử vong. Trẻ mắc bệnh sốt xuất huyết dengue thường có biểu hiện sốt cao liên tục 2 đến 7 ngày, kèm dấu hiệu đau phía sau hốc mắt, nhức đầu, buồn nôn, chấm xuất huyết ở da, thường ở cánh tay, cẳng chân, chảy máu răng, máu mũi. Khi trở nặng, người bệnh đau bụng nhiều, gan to, trụy tim mạch, tay chân lạnh, da nổi bông, ói máu hay tiêu phân đen. Bất kỳ trẻ em nào sốt từ 2 đến 3 ngày trở lên có thể đang bị sốt xuất huyết dengue. Phụ huynh nên đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Việc sử dụng các loại thuốc truyền miệng chưa được kiểm chứng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, có thể làm mất các triệu chứng của bệnh tiết niệu, làm người bệnh nhầm tưởng mình đã khỏi bệnh. Nhưng trên thực tế, bệnh vẫn tồn tại, làm thận ngày càng ảnh hưởng, suy giảm chức năng. Lâu dần người bệnh sẽ có những dấu hiệu suy thận hoặc các biến chứng của sỏi tiết niệu thì mới đến viện khám. Khi đó, bệnh đã quá nặng, gây rất nhiều khó khăn cho quá trình điều trị về sau. Điển hình như trường hợp người bệnh 40 tuổi, trú tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La sau đây, mất một bên thận do tự ý dùng thuốc nam để chữa sỏi thận. Các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp chuyên khoa, Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn, Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thận trái mất chức năng cho trường hợp người bệnh LTN, 40 tuổi, trú tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Người bệnh nhập viện trong tình trạng sốt, đau thắt lưng âm ỉ liên tục, đau ra đằng trước kèm theo buồn nôn. Kết quả siêu âm xét nghiệm, hình ảnh CT cho thấy người bệnh có sỏi ở đài thận trái. Điều đáng nói, người bệnh biết rõ mình mắc sỏi thận nhưng chủ quan dùng thuốc nam để điều trị, dẫn tới thận trái giãn rất mỏng, mất chức năng hoàn toàn và phải cắt bỏ. Dùng các thuốc thảo dược không rõ nguồn gốc thì nó cũng có rất nhiều lý do có thể gây lên tổn thương cho thận. Thứ nhất là bản chất các thảo dược đó nó có những cái chất mà gây độc cho thận. Thứ hai, có cái tình trạng mà khi người ta chế biến thì các thuốc đó người ta có những cái hóa chất đi kèm. Thứ ba là cái việc bảo quản thì nó cũng có những cái ảnh hưởng. Do vậy khi dùng cái đó nó có gây ra cái tình trạng suy thận nặng lên. Các bác sĩ khuyến cáo, trường hợp người bệnh sỏi thận nếu muốn điều trị bằng thuốc y học cổ truyền thì nhất thiết cần có sự tư vấn của bác sĩ. Việc sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc, kèm theo việc bảo quản sao tầm thuốc rất có thể chứa nhiều hóa chất độc hại, khiến tình trạng suy thận thêm nặng nề. Để phòng bệnh sỏi thận, mọi người cần lưu ý tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Về chế độ ăn uống, cần lựa chọn thực phẩm lành mạnh, đủ chất, tăng cường nhiều rau xanh, hoa quả tươi và giảm muối. Đặc biệt lưu ý uống đủ nước, giúp cho thận hoạt động tốt. Tiếp tục là một biến chứng nguy hiểm khi sử dụng thuốc nam để điều trị ung thư dẫn đến tình trạng di căn nguy kịch. Nam bệnh nhân bị ung thư thực quản nhưng xin về nhà uống thuốc nam. Sau 2 tháng, khối u phát triển to, thậm chí còn xâm lấn, gây thủng dạ dày. Bác sĩ Lê Văn Thành, Bệnh viện Ca Trung ương Hà Nội cho biết, anh vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 62 tuổi đến tái khám ung thư thực quản. Bệnh nhân phát hiện u thực quản vào tháng 12 năm 2022. Tại thời điểm đó, khối u còn ở kích thước nhỏ, phần thực quản lành còn lại vẫn rộng rãi để bệnh nhân ăn uống được. Tuy nhiên, thay vì điều trị theo lời khuyên của bác sĩ, ông từ chối vì muốn thử uống thuốc nam và tin rằng thuốc nam mới có thể chữa khỏi ung thư. Sau 2 tháng, bệnh nhân quay lại bệnh viện khám vì nghe nói u sẽ nhỏ lại và thầy lang cũng hứa hẹn teo u. Kết quả khám khiến bệnh nhân bất ngờ vì u to lên. Ngoài ra, các hạch cũng to lên nhanh chóng, thậm chí hạch di căn còn xâm lấn và ăn thủng vào dạ dày. Bệnh nhân từ chối sinh thiết lại và tiếp tục từ chối điều trị. Dù bác sĩ không biết trước kết quả, nhưng nam bệnh nhân khẳng định rằng do ông uống thuốc nam như vậy là chưa đủ liều và thời gian nên về nhà uống tiếp. Lần thứ 3 đến khám, bác sĩ Thành cho biết bệnh nhân gầy sút cân nhiều, ăn uống khó khăn, gần như không thể ăn được thức ăn đặc, cơ thể ốm yếu. Khi nội soi, các bác sĩ thấy khối u đã to lên, chiếm gần hết lòng thực quản, dây soi qua khó khăn, các hạch cũng tiếp tục phát triển. Dạ dày bệnh nhân cũng có vết loét, u dạ dày đã được sinh thiết và cùng nguồn gốc với u thực quản. Bệnh nhân xin được điều trị theo bác sĩ nhưng đã muộn. Bác sĩ Thành cho biết bệnh đã ở tình trạng nặng, cơ hội điều trị khỏi hoàn toàn cũng khó hơn. Các bác sĩ cảnh báo, hiện nay rất nhiều người uống thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc. Các loại thuốc này nếu như người bán trộn thêm tân dược vào sẽ rất nguy hiểm. Đã có không ít những trường hợp viêm loét, thủng dạ dày do dùng thuốc nam, thuốc bắc có trộn corticoid. Vì vậy người dân cần bỏ thói quen tự ý ra quầy mua thuốc hoặc sử dụng thuốc nam để chữa ung thư mà không tuân thủ điều trị của bác sĩ. Việc uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như viêm loét dạ dày tá tràng, xuất huyết dạ dày, thủng dạ dày tá tràng, hơn thế có thể nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê Phú Thọ cho biết đã phẫu thuật nội soi cấp cứu, tháo xoắn vòi trứng, bảo tồn buồng trứng trái cho bé gái 14 tuổi.
Bệnh nhi là NTM, xuất hiện đau âm ỉ ở vùng bụng dưới 2 tuần gần đây, chẩn đoán u nang buồng trứng xoắn bên trái, xác định đây là trường hợp cấp cứu, cần phải phẫu thuật ngay để bảo tồn buồng trứng. Các bác sĩ đã hội chẩn và mổ cấp cứu cho trẻ. Khi camera vào ổ bụng, hình ảnh quan sát thấy vòi trứng bên trái xoắn 4 vòng như rắn quận, buồng trứng tím nhẹ, trẻ đã được tiến hành tháo xoắn vòi trứng. Sau 5 phút tháo xoắn, buồng trứng đã hồng trở lại. Bệnh nhi tiếp tục được mở nang buồng trứng hút dịch, đặt dẫn lưu ổ bụng. Sau 1 giờ, ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công, bảo tồn được chức năng sinh sản cho người bệnh. U nang buồng trứng xoắn nó chính là một cái biến chứng của cái u nang buồng trứng. Trong những trường hợp mà các cái khối u nang buồng trứng mà nó xoắn và nó xoắn nhiều thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều các cái hậu quả, như là nó có thể dẫn đến tình trạng như là sỡ này. Thứ hai nữa là nó có thể dẫn đến các cái xuất huyết ở trong cái khối u nang đó, và đây cũng là một cái cấp cứu và trong sản phụ khoa. Các cái triệu chứng của nó thì nó cũng rất là rầm rộ, rất là đột ngột. Ví dụ như là chị em phụ nữ chúng ta có những cái đau bụng đột ngột này, đau dữ dội, đau tái người đi, và có thể có những tình trạng như là choáng, buồn nôn, nôn, rồi là những cái điểm đau thì nó có những cái dấu hiệu nó có phản ứng thành bụng này. Nó có thể khi nó to nó chèn ép vào các cái cơ quan xung quanh như bàng quang hay là đại tiện, là nó ảnh hưởng đến đại và tiểu tiện của chúng ta. Như vậy thì các triệu chứng nó rất là rầm rộ, và trong khi những có các cái triệu chứng đột ngột này thì chị em phụ nữ chúng ta nên đi khám sớm để phát hiện ra là chúng ta có bị u nang buồng trứng xoắn hay không. Chúng ta có những cái cách kịp thời, nếu không nó sẽ để lại biến chứng rất nặng nề và có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chị em, cũng như là đặc biệt đến cái sức khỏe sinh sản của chị em phụ nữ chúng ta. Nữ giới trong độ tuổi sinh sản và bé gái tuổi dậy thì đều có thể gặp tình trạng u nang buồng trứng xoắn do có sự thay đổi về hormone sinh dục. Vì vậy, bạn cần chú ý thực hiện thăm khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, 6 tháng một lần. Khi có dấu hiệu đau bụng dưới, chị em cần đến cơ sở y tế khám để kịp thời phát hiện các bệnh lý. Người phụ nữ 27 tuổi liên tục đi vệ sinh ra đốt sán dài, uống thuốc sổ giun không bớt, xét nghiệm dương tính với 5 loại ký sinh trùng. Theo thông tin từ khoa nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, tại đây các bác sĩ phải tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân nữ 27 tuổi liên tục đi vệ sinh ra đốt sán dài, uống thuốc sổ giun không bớt. Xét nghiệm 8 loại ký sinh trùng cho thấy người này nhiễm 5 loại, gồm giun lươn, giun đũa chó mèo, sán lá gan lớn, sán lá gan bé và sán dây bò. Bệnh nhân cho biết không ăn tiết canh nhưng có thói quen ăn rau sống. Bác sĩ nhận định đây có thể là nguồn lây truyền giun sán và nhiều loại như vậy, chứng tỏ rau sống chưa được rửa sạch. Bệnh nhân đã được điều trị bằng thuốc, hiện tại sức khỏe đều ổn định. Nó tùy thuộc từng cái địa phương và tùy thuộc cái tập quán ăn cả cái thức ăn chưa nấu chín, như là thịt lợn hoặc thịt trâu bò chưa được nấu chín thì nó nhiễm sán dây. Khoái khẩu bây giờ là ví dụ như là nói chuyện về sán ấy, thì nếu sán lá lại có cái sán lá gan nhỏ là liên quan đến cái tập quán ăn gỏi cá, và cái tập quán ăn rau sống thủy sinh ấy, thì hầu khắp toàn quốc. Và hiện nay là đã có trên 53 tỉnh thành có sán lá gan lớn lưu hành do cái tập quán ăn rau thủy sinh như rau ngổ, rồi rau muống ao, rồi là cải son, rồi là rau rút, vân vân. Đấy, thế còn về sán dây thì có, hiện nay tôi nói là có 3 loại sán dây: lợn, sán dây bò, sán dây châu Á. Thì sán dây bò là do ăn thịt trâu bò như là phở tái chẳng hạn. Thế còn thịt lợn thì ăn những cái món là như là nem thính, nem chua, và có thể ăn cả tiết canh, cũng có thể nguy cơ nhiễm cái sán lợn. Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh ăn uống, không ăn thịt sống hoặc tái, không ăn thịt động vật mắc bệnh, ăn chín uống sôi, phát hiện và tẩy sán kịp thời nếu bị nhiễm bệnh. U tai chóng mặt không phải là một căn bệnh mà có thể là triệu chứng của nhiều vấn đề khác nhau. Trong nhiều tình huống, đau đầu, chóng mặt, u tai chỉ đơn thuần là phản ứng của cơ thể trước các tác nhân từ bên ngoài. Tuy nhiên, nhiều trường hợp bị u tai chóng mặt là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý nghiêm trọng đến từ bên trong cơ thể. Mời quý vị cùng theo dõi tư vấn của bác sĩ. Nếu mà tình trạng chóng mặt, u tai này thi thoảng mới xuất hiện, mất đi nhanh chóng thì không sao. Tuy nhiên, nếu nó thường xuyên xuất hiện và kéo dài thì có thể là dấu hiệu của một số bệnh nguy hiểm. Sau đây là 6 cái nhóm bệnh có thể dẫn đến tình trạng là chóng mặt, ù tai lâu dài. Nhóm thứ nhất là các bệnh vùng tai mũi họng, ví dụ như là bệnh Meniere gây tăng tiết ở nội dịch, bệnh xốp xương sơ tai, bệnh viêm tai giữa, bệnh viêm xoang hoặc là viêm mũi mãn tính. Thứ hai là các bệnh liên quan đến tình trạng bị giảm lượng máu cung cấp cho ốc tai tiền đình, ví dụ như bệnh thiếu máu toàn thân do nhiều nguyên nhân, bệnh đột quỵ não, bệnh tăng huyết áp, bệnh xơ vữa mạch máu hoặc là thoái hóa cột sống cổ. Thứ ba là các bệnh gây tổn thương cái dây thần kinh số 8, ví dụ như là viêm dây thần kinh số 8 do virus hoặc do vi khuẩn, hoặc là u góc cầu tiểu não, hoặc là xung đột mạch máu thần kinh với dây thần kinh số 8. Thứ tư là có thể do mình dùng thuốc điều trị các bệnh mạn tính lâu dài thì nó cũng có thể gây ra độc với cơ quan thính giác và gây tình trạng ù tai chóng mặt kéo dài.
Thứ năm là do tuổi già nó lão hóa hệ thần kinh cũng như là lão hóa cơ quan thính giác, hoặc là ở phụ nữ có thai, phụ nữ tiền mãn kinh bị rối loạn nội tiết thì cũng gây ra tình trạng này. Và cuối cùng, khi chúng ta căng thẳng, mất ngủ, stress, rồi là chúng ta bị rối loạn lo âu, bị rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn trầm cảm thì cũng gây ra tình trạng ù tai và chóng mặt kéo dài. Đến đây bản tin y tế cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.